Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, sáng qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng Chư Tôn Đức Tăng, quý Phật tử trong đoàn đã tham dự lễ hội Maha Ka Thin Samakhi và lễ dân y Katina tại chùa Ông Tử Si Quynh Hương. Theo lời mời của Thượng tọa Lâm Văn Vân Misai, Trưởng ban Liên minh Phật giáo Lào. Được biết, lễ hội được tổ chức bởi tân bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, ông Kham Phang Sai Sổng Phang. Cùng tham dự có ông Thông Sinh Tham A Vong, nguyên thủ tướng, nguyên chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại đây, toàn thể Phật tử, nhân dân trong bốn bản gần chùa cùng trang nghiêm lễ tam bảo, dâng cúng vật phẩm đến chư Tăng và cầu nguyện quốc thái dân an, mọi sự cát tường như ý. Dịp này, tân tỉnh trưởng ra mắt nhân dân, làm những việc phúc đức ý nghĩa ngay đầu nhiệm kỳ, đồng thời cùng các chư Tăng, nhân dân Phật tử, xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại các phum sóc.